Thùy đâu? Thùy, không phải Thùy. Thùy, Thùy là chân ngắn mà. Thùy chân ngắn đi chợ. Thùy không nhìn thấy Thùy đâu, mà nói là Thùy đâu mất rồi. Thùy, Thùy chân ngắn nên là đi chợ. Khổ lắm. Lớp mình các bạn biết thôi đấy, còn là bao tái. Anh tán được rồi á? Tán được rồi á? Ừ. Ừ, cái con bé đi đằng trước mà áo vàng vàng ấy. Thầy quay đi. Thầy quay đi mà nhìn thấy thấy ai mà bắt đầu nói chuyện. Dừng lại luôn, không nói cứ nhìn. Thầy quay chi cái điệu đấy. Hôm qua chi có cái kiểu là mình ghét cái điệu chó. Nói như là coi chó ấy. Nói xấu đi là tao bảo thầy. À. Nói đi. Gọi đi ghi âm đi. Tớ đang ghi âm đấy. Sợ gì? Tớ đang ghi âm đấy. Tớ sẽ phiên dịch cho thầy gió. Phiên dịch đi. Đưa em xem nào. Thầy giữ à? Anh không rõ hay đâu, nhân răng ơi, xem có mấy cái răng, cái lưỡi có đốm không? Cái đốm không? Khẻ lưỡi ra, nhấc giày nó ra. Này cô ơi, cô cứ dùng tít thật lòa tí rồi về đây xem lại, tôi chóng hết mặt đấy. Cái gì? Thầy chủ nhiệm đấy. Ê trường này mỗi ê sao kiểu gì vậy học sinh thầy gọi nhiều thế là linh cổ dài bao nhiêu mỗi lần thầy gọi thầy áo táo rồi gọi tớ cậu kia tu ăn sống tu ăn sống cái hôm tớ đang chuẩn bị quay xuống thì nói chuyện nhưng nó thầy gọi ơn sao ai là làm sao mới hay bị gọi đang chưa kịp nói cơ mới chỉ là quay xuống thôi. Sao ông cứ nhìn ông khoai chi ấy. Chưa kịp, mới chỉ là chưa kịp nhìn, mới chưa kịp nói, mới chỉ kịp nhìn xuống để chuẩn bị nói thôi mà ông đã gọi rồi. Tại sao anh phải đi quay trước? Xong mong ý. Tại vì đi đem bé anh muốn quay. Bé ăn xa rồi. Em mong bé không có tội. Đây là có thể là áo chống nắng, chống mưa, chống gió, chống các kiểu. Chống cả bão thế luôn mà. Thế chống mưa gì cả này. Và đây cũng là một cái loại áo mà gọi là áo chống ế. Chống ế. Cái bọn đằng sau lắm mồm rồi. Mình lặng yên rồi vẫn nghe tiếng mưa rồi. Chưa lại hết rồi, anh mua bao nhiêu vậy? Hả? Tổng cộng là cả thẻ nhớ chắc tầm 2.000 thẻ mà. Ôi, đi hôn nhau giờ, há mồm ra. Thôi mộ này. Tôi có nhìn rõ đâu. Tôi không có bài à? Tôi không có bài à?